Liên quan đến vụ bạo lực học đường ở một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công an can thiệp, nắm bắt, xử lý các thông tin trái chiều trên mạng xã hội, đồng thời bảo vệ những người có liên quan đến vụ việc nếu bị đe dọa khủng bố tinh thần khi mà chưa có kết luận của cơ quan chức năng liên quan. Theo đó, sau khi nắm bắt thông tin thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các đơn vị tổ chức giải quyết vụ việc khẩn trương, đảm bảo quyền lợi của học sinh ổn định tâm lý của phụ huynh và học sinh không ảnh hưởng đến việc dạy và học tại trường. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị công an thành phố can thiệp để có biện pháp nắm bắt, xử lý thông tin chính thống, thông tin trái chiều về vụ việc trên mạng xã hội khi mà chưa có kết luận của cơ quan chức năng liên quan. Đồng thời kịp thời hỗ trợ nhà trường, cá nhân, tập thể sư phạm bị đe dọa, khủng bố tinh thần trong thời gian chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chuyên môn. Đến nay thì thành phố đã mời đại diện của trường cùng với phòng giáo dục ở thành phố thủ đức đến để làm việc các bên liên quan được yêu cầu giải quyết nhanh dứt điểm vụ việc này, đảm bảo việc đến trường học tập của các em học sinh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.